chị Thương mua lại mua ủng hộ luôn. 35 liền lấy nha, lấy chục. 20 chơi lớn luôn chị Thương ơi, 20 luôn. Chậm máy rồi em ơi. Rồi chị Thương hôm nay là cũng lại ủng hộ cho chất nha. Đó. Chị Thương ơi, có hạt bí, hạt dẻ, hạt dẻ với lại hạt dưa chị Sương cũng không cầm kìa. Trời ơi, chết rồi, chị Sương không ủng hộ cho con cầm mày. Bán lại là 5 chậu. Rồi, 4 chậu đi lấy. Rồi, 60 con cậu hơn 40 luôn à. Thì chết. Rồi, bán luôn. Trời ơi, lộn vô. Không có được, lộn. Bán ra. Bán ra. Mai có tiền bồi, ta bồ. Ý là bán. Bán xả luôn. Xả luôn. Rồi. Rồi, thôi vậy là hôm nay chị lời hả? Rồi, đương cầm đủ luôn đi chị ơi. À, đủ luôn nè, 19 này 19 kia đủ 100 luôn nè. Rồi, dì Sương ủng hộ nha. Ai bán gì bán gì cho nha. Này Sương, 19 lạc này Sương. Với 19 lạc thảo nữa. Đại nhiêu? Đủ luôn. Trời, sao? 2 4 Trời ơi, bán gì lỗ vốn chứ coi. Đấy cà. Đại lỗ con cháu mà sao đâu đúng không? Ủa, tại em uống nè. Ủa, ủng hộ chạy đi. Ủa, mấy chân. Ủng hộ đi. Trời ơi. Hai chân nữa đi, hai chân nữa. Để dưới còn mấy trời ơi. Để lại luôn đi. Rồi, ghê vậy. Đó, anh bảo con. Bà đính chính lại coi cái này là của bà chứ không phải của tôi. Ừ, rồi đó. Rồi, thắt lên đây, thắt cái kia. Rồi, dì Sơn ủng hộ cho dì trước 20 trứng nha mọi người. Rồi, thắt cái kia lên. Cảm ơn dì Sơn đây, cảm ơn đây, cảm ơn đây, ủng hộ đây. Cái mày, mày tính là ông 35, 35 chứ 40 là 75 à. Rồi, cho chị đưa 100. Lấy luôn đi cho đủ. Ôi, lấy luôn đi bán dẻ lấy hồng dịch lạc cho đủ đi trời ơi, tự nhiên lấy. Ờ, mong cầm khách gọi liên tục đặt hàng nha. Mừng cho mong cầm quá. Lấy 5 trứng nữa mới đúng. 5 trứng hồng dịch lạc nữa còn 25 ngàn. Đúng rồi, hợp lý cái nhà ơi. Đó, hôm nay chị Sương ủng hộ gì chức nha, mà gì chức là bán khuyến mãi cho chị Sương rất là nhiều nha. Chị em còn mãi nha. Rồi chưa nha anh Johnny ơi, em mới xài. Rồi mấy cái hạt của mộng cầm bị ế luôn nha. Nãy giờ chưa có ai mua ủng hộ hết á. Mua Tuấn Nguyễn đặt đầu gì chức lâu lắm. Rồi đúng rồi nha anh, mua mỗi thứ 10 trứng. Sáng 8 giờ ghé lấy nha. Rồi cảm ơn luôn. Đi anh đi. 8 trứng gì đụng má, 8 giờ mới lấy. Rồi dì Sương ơi. Nè. Rồi dì Sương. Thảo lên rồi. Con hết rồi, còn 5 trứng à. Hết rồi, còn 5 trứng là con lấy hết rồi. Dì dẻ đi chị Sương ơi. Dứt cho Trình Minh với dứt kìa. Rồi nó về rồi. Nó về rồi phải không? Để con nói chị đọc vào comment. Dì dứt bán gì đam mê, ai xin thì cho nha. Ok luôn nha chị Thảo Anh ơi, bán gì đam mê thôi. Bà nghe điện thoại coi khách ta đặt hàng kìa. Hỏi đi. Chứ ai gọi. Má vợ chồng mà vô câu đàn cắn. Có nào ông Sáu với trai gọi ông nên không dám lộ diện. Ờ, ông Sáu với trai phải liệu á. Rồi bây giờ cái cầu kìa, cái hỏi bà Chức có nốn lần không kìa. Nốn gì? Nốn lần. Là đứng lồn mà. Con cháu ở đâu vậy? Béo lù, béo lù. Béo đủ kỳ nha. Biết ai không? Cũng hiểu là. Điện nó đi, điện nó hỏi đi. Ủa, cái này để hình nền cứ Nguyễn luôn rồi gì cầm. Ôi, muốn lấy chồng ta luôn rồi gì rồi. Mọi người cầm để hình nền cứ Nguyễn luôn rồi, mọi người ơi. Chị Sưng đâu rồi, chị Sưng đang bán cà phê nha. Chị Sưng bán cái gì rồi, trứng bể luôn rồi. Rồi, bể trứng luôn, anh gà làm bể trứng luôn rồi. Quá trứng này chứ, quăng bể luôn rồi kìa mọi người ơi. Rồi, xong luôn rồi, bể trứng rồi. Kìa, mua rẻ mua nữa kìa. Mua cái gì? Trời ơi, 50 ngàn. Trời ơi, nha chị Trương. 40 mua giùm người ta nè. Thôi mua giùm đâu được đâu. Ơi, mua giùm nè, không có đâu. Dạ. Trời ơi, lỡ quảng cáo rồi. Trời ơi, nó mua giùm bà đào á. Đi bán luôn chứ ơi. Thôi chắc đừng có bán luôn. Trời ơi, bà buôn bán kìa vậy. Không có được. Không có được. Không có được. Bác Thảo là 60 mà bán 50 thôi nơi bà đi. Thôi kệ nổi lấy rồi 50 đây nè, nè đưa luôn nè. Bác Thảo còn có 5 trứng nè. 5 trứng nè, 5 cái muối đi, 5 thôi, cái bác Thảo. Lại nổi đi. Cầm đi, cầm lấy một con giảm xuyên với kìa. Đây, 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 đây. Đây, đây, xuống gì Có, lấy hàng thêm. Lấy hàng thêm trên lầu. Ôi, đó. Bưng bác Thảo cho nó đi thịt đó. Ơi. Vì chức bán cái gì mà đen đen vậy? Trứng muối, trứng muối. Trứng
chị Sưng đâu rồi, chị Sưng lên lên nhà lấy trứng xuống rồi đúng rồi. Đó là chức nút chồng một trứng đi một triệu nè, trời ơi nút không hết cái tiền nghe gì cầm. Có đưa gì trước 200 chưa? Trời ơi, anh bùi lá bùi. Chú Nguyễn điện cho bà sao bà không nghe máy? Bà cầm có giặt đồ không mà sao? Bà sao cứ mặc bộ đồ đó hoài vậy? Đó. Đó. Nhưng mà tại sao gì cầm không mặc bộ đồ khác? Đồ khác đi gì cầm đồ quá trời luôn mà. Thôi, thương bán này 10 ngàn bà. Xuân đồ vé ăn mừng chồng rồi. Thôi. Quá, đưa về giúp mừng chồng. Nghĩ có tiền bo rồi, buôn bán. Mọi người lấy 5 hộp. Không ai giúp đâu. Ờ, lấy. 10 ngàn 5 hộp là gì cầm bán không? Hả? 10 ngàn 5 hộp kìa. Không. 10 ngàn hộp. Không. Chứ mấy ngàn hộp. Gì ngàn hộp. Cái này ở 50, cái này 60, học trẻ 100. Ai đầu tư cho bà vậy? Không chồng. Góp 2 ngày thôi trường ơi. Dắt về lăn lông ở với Tuấn Nguyễn. Cái này không phải góp, hơn trời không cho mượn tiền góp. Có nghĩa là giúp vốn rồi góp 5 ngày 50, chừng nào ta đủ số tiền thì thôi. Nghe bà chức bằng chứng dịch không anh còn ghê cơ. Không có lấy lời lớn gì hết á, coi cho bả làm ăn. Bé ốc lụ mày muốn đụ tao hả? Học len sao mà bằng cái chân? Chó! Thằng bông bong bang. Anh Hưng tối nay lên chung cư với gì cầm? Trời ơi! Bán 10 trứng kìa. Bán 10 trứng trời, anh Hưng chừng dùm nha dậu. Trời ơi, tiền qua đưa em bán xong anh trời, anh Hưng chừng luôn nè. Trời luôn. Trời ơi, chết trời luôn, trứng gai chết trời luôn hả? Bà ngon bà trời đi. Dẹp bán trứng bà luôn á. Trời ơi, Hưng Yến rồi, chết luôn rồi, chết luôn rồi. Mọi em chào 138.000 người đang coi like của em nha. Mọi người ơi, cho em một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ đi mọi người ơi. Dì Cầm, gạo lên đế Dì Cầm. Bí đi, vừa đi, vừa đi. Ai ăn hột của em nói đi. Ai ăn hột của em, ba mua ủng hộ em đi. Chất ngó đây nè, chất, ngó đây. Ăn 50.000 hộp ngon được chứ. Bánh thiếu không? Nè xuống đủ. Xuống đủ nặng. Bán cho mặt của em. Đúng rồi, đứa 2 chục đây. Đi, đủ quá, tao chưa ăn mà 2 chục. Đủ quá, cái là bà không ăn tao lụ vô uống mà ăn đi chương của em mua nó đó. Ngon lắm, một lụ quá chương. Đứa chưa ăn. Em rồi, tao cũng biết là gạo. Ủa, anh Hưng đánh ngồi. Anh Hưng đánh ngồi sốt ruột vậy, chứ cứ kêu cho hoài. Không ba rồi, không ba. Không đi ủng hộ em. Không bán. Rồi em chào chị Mi Sim nha, chị Mi Sim này chấp, cảm ơn chị này chấp. Chào chị Mi Sim nha. Nè bán nè chị Mi Sim. Bán ra là đủ thứ giá đó. Mời chị Mi Sim đi, mời Mi Sim. Chị Mi Sim ơi, ủng hộ em lấy đi chị. Kêu kính mới đi. Mọi người ơi, vì em buôn bán vui vẻ mọi người, giờ bán buôn vui vẻ mà sáng giờ trứng còn nguyên nha mọi người. Đó. Má bạn cóc thì đó. Bạn cháu như vậy người ta biết mình ế, người ta biết mua cho mình, giúp em biết gì nữa. Bán không dịch được á. Bà chán bà chứ bán gì bà lúc 50k ra. Lúc 60k dắt gì chắc gì dứt lời nhiều lắm đúng rồi nha, lời dữ lắm mà anh Sang Mai ơi, bán lời lắm lời kiểu này là 2-3 ngày nữa không thấy like nữa là mọi người hiểu rồi đó. Kêu gì cầm đừng le lưỡi nữa, ta chửi quá trời kìa. Rồi ok nha chị Ngân Nghiến ơi, coi chừng bởi chính mộng cầm ơi, coi chừng bởi chính mộng cầm ơi, đúng rồi rồi cầm bán sau. Cầm bán sau kìa gì cầm, nói đây có người hỏi kìa. Rồi gì cầm bán nguồn biết ai gọi ngoài gì cầm. Bí. Hạt bí 50. Chưa. Học chưa thì 6 chục. Đúng không vậy? Đúng không? Trứng bự lắm. Ủng hộ em đi. Nổ đơn đi, nổ đơn đi cả nhà ơi. Chuyển khoản kinh kim đi, nổ đơn đi cả nhà ơi. Rồi anh Vũ Nguyễn chào dì Sương này, Sương ơi. Hello dì Sương nha. Đó. Mọi người ơi, ủng hộ cho Mộng Cầm đi mọi người ơi. Ủng hộ cho Mộng Cầm là ủng hộ Mộng Cầm mọi người ơi. Ở đây dì Xuân ra đây ủng hộ cho ba Linh, ra đây ủng hộ cho dì, hai con dâu bà dì Xuân ba bán nha. Mà bán như mày thì bán đi sao đổi kịch nghỉ luôn đi. Thôi cô bán thì cũng tôi thì bây giờ là ôm về nha, ta không chơi nha, mà ngủ quá ta trả cái lụ đi. Ủa cái lụ rồi, ủa cái lụ rồi mắc rồi. Trời ơi bán đi cái lụ đó rồi. Kẹ kẹ bên kẹ kẹ mất rồi. Trời ơi kỳ quá, cái ông đẩy cái lụ xuống thẳng cầm là qua ôm ơi cầm. Ở bên quyền, ở bên trẻ lớn. Qua chơi vui vẻ nha anh Minh Anh, là anh Minh Anh ơi. Con Trần ơi, xu đầu vé Mộng Cầm đi. Trời ơi, là Mỹ nữ ơi, là bên Mỹ nữ ơi. Kè, hỏi gì Sương có bắn máy bay không em? Trời ơi. Chị Sương, ta hỏi chị có bắn máy bay không nè.
Rồi cảm ơn chị Sương ủng hộ nha. Quá tuyệt vời. Hôm nay chị Sương ủng hộ à. Cảm ơn Sương. Một cầm buồn rồi, nãy giờ á chưa chất bán được mà một cầm mà chưa có được cái gì hết đó. Rồi em chào 156 ngàn người. Một cầm lấy giấy ra đốt con lông, một cầm mạnh tay chơi một like đánh chia sẻ cho mọi người ơi. Anh Toàn bóp bìm biệt bà chất đi bé ủng hộ. Rồi bé Hồng Lưu ơi, là bé Hồng Lưu bé Hồng Lưu mà đứng cặt quýnh chết mẹ mày à. Mình biết trường sư Quyền Ánh quận 10 thì đi đường nào đến có ốc A không tự. Rồi anh tới đó anh hỏi ta có ốc A đâu, là quán bảy cơm, quán nhậu bảy cơm là cái gì rồi chị, cái mình nó xác coi luôn anh ơi. Tại vì cái trường sư Ánh là đối diện là có ốc B, rồi anh đi vô trong mới là có ốc A nha anh. Rồi anh ghé qua luôn đi anh. Anh Ân Trần Hung thì cầm đi, có người ủng hộ 10 hộp. Trời ơi, bà chịu không, ông cầm bà chịu không, bà không chịu. Trời ơi, hôm nay là cho 10 hộp, bán mua 10 hộp. 10 hộp về bán hộp, 10 hộp gì miễn sao là 10 hộp được rồi. Không đi, bà chịu không, ta thử thách kìa. Trời ơi, vợ yêu ơi, vợ yêu ơi, anh này vợ yêu ơi, chào vợ yêu nha. Ở hôm nay là bà dâu lớn dâu nhỏ là hai người đều buôn bán kinh doanh nha mọi người. Cuộc sống bây giờ kinh tế nó khó khăn lắm nha mọi người. Nói chung là anh Hân Trần là hân hạnh tài trợ chương trình này. Đó. Đây là nhà nhà bà chợ chính nha mọi người. Chúng ta chờ đây anh Hân chào mọi em người. Em còn trăm cái chính. Lại la. Mua giùm cho cái người mặc áo đen đen đi. Áo lỏ thành áo đen luôn. Anh áo xanh là người hợp là nhà bà chợ chính nha, của chị áo đen này nha mọi người. Chị áo đỏ. Đỏ mà áo giờ nó đen quá. Thành đen luôn rồi. Trứng ơi, trứng đi. Còn 100 trứng mua giùm em đi. Không đi, người ta ủng hộ. Không đi kìa, bà cầm không đại đi bán 10 hộp. Hai người còn ế hả chồng, đúng rồi, ế lắm nha vợ yêu ơi. Bà cầm có hai bộ đồ hả, bà buôn bán sạch sẽ như vừa chất. Mấy bộ đồ mới không chịu mặc vô đi, mặc mấy cái đồ cũ không à, khùng ghê vậy. Ở thích mặc bộ đồ này chắc mát hay gì á. Đồ quá. Chị Ứng Nguyễn ơi, chồng mới vừa buôn bán luôn nha, mới vừa lấy đồ về, mới vừa vô hộp, mới vừa bán luôn nha.